các bạn, mình là Văn Toàn, đến từ Hải Dương. Mình là Nhô, tới từ Thái Bình. Nhô. Mình là Văn Thanh, đến từ Hải Dương. Mình là Binky, đến từ Bình Phước. Mình là Binky, đến từ Bình Phước. Bố bạn có thể cho mình biết một số điểm khác nhau giữa các miền Tết miền Bắc, miền Trung, miền Nam đúng không? Miền Bắc chia sẻ. Đây miền Bắc là bánh trưng, Tết miền Nam là bánh tét, đúng không? Tết miền Nam nóng hơn. Tết miền Bắc lạnh hơn. Đi. Thì cái Tết miền Nam thường là đúng rồi, nhưng là không có chuối. Thì thường người ta thường thường theo cái phong thủy gọi là phong tục gọi là gì? Cầu sung vừa đủ xài. Đúng rồi. Cầu là mã cầu. Đúng rồi. Sung là sung. Quả sung. Quả sung. Quả sung. Dừa là quả dừa, đủ là đu đủ, đủ. Xoài là xoài đó. Còn bông quả miền Bắc thì anh Nhô có thể kể 5 quả trên bông quả miền Bắc được không? 5 quả là có quả chuối, quả tắc, quả bưởi, quả thỉnh thoảng có quả đu đủ, cau. Không có cao. Na. Sung là sung xoài. Có thể xoài. Thăng Long. Một số câu hỏi vui rất là nhanh nha. Không biết. Khách đầu tiên đến nhà Tết gọi là gì? Sông đất. Sông đất. Loại cây đặc trưng trong ngày Tết không hoa không trái mà ma quỷ rất sợ. Cây nêu. Cái gì? Cây nêu. Cây nêu. Nêu là cái gì? Không biết cái gì à? Thanh cái bên bên cây cây thanh. Thanh, thật ra là Thanh một chút được phát triển. Cái nêu là cái gì đó? Cái nêu là túi luôn. Không túi thơ. Không biết. Đọc Trạng Quỳnh không nên cái nêu bao giờ. Rồi, cái cái này nó vấn đề này thôi. Phải phát triển tiếp thì năm nay sao khác? Do thừa. Ba vị thần dựng chân cho sự cầu sang hạnh phúc và sức khỏe. Húc gặp phúc họ. Cái gì khiến mọi người đều xem và đem ra thừa? Có hoa. Kể tên tất cả các cầu thủ nhá. Tất cả các cầu thủ tuổi Tí trong đội Hoàng Dân. Tao. Tao. Mày đây. Tao đi tao đây. Mày. Tài, Văn Anh. Gì vậy ta? Quang. Quang Quyết. Quyết quyết 96. Quyết 96. Phải túi tập không? Để mấy tuổi đại ra. Quyết túi tập. Tài đâu? Tài đâu rồi. Tài Văn Anh. Tài đâu? Tài Văn Anh, Quang Quyết. Tính tầng trên. Tùng. Tùng. Nhưng mà quan trọng. Quan trọng nhất. Có lời không? Có. Thì mọi người có thể kể 4 câu hỏi mà gọi là gây ám ảnh giới trẻ ngày Tết nhất. Nào cưới vợ. Nào cưới vợ. Mấy cả về nhà mình rất hay có nhiều bác hỏi về Tuấn Anh. Tuấn Anh có bị vấn đề gì vậy? Khoa học á. Khoa học tình cảm không? Thằng đấy nó cũng bị ít nói không? Nó là một người bình thường thôi. Về gì vui? Nghe biết. Về gì? Anh Nhô về nhà thì dù có bác hay là kiểu người thân hay là hàng xóm có hỏi anh một số câu hỏi nào anh khó trả lời? À, hỏi tiền lương bao nhiêu? Cách trả lời đi nào? Cháu cũng ít lắm. Không phải cháu, cháu ít nữa thôi, tiền lương cháu. Và chẳng đủ sống. Thế có người hỏi về vấn đề tình cảm không? Không, kể cả hỏi thì ngõ anh thấy bình thường. Anh thấy bình thường. Anh trả lời như nào? Anh thử giống như cho các bạn không? Tại vì câu hỏi em thì có cháu còn trẻ mà. Cháu chưa có người yêu, cháu là sợ ế đây này. Duy thì đã có người yêu. Duy thì Duy cưới chồng cưới vợ đâu hỏi. Rồi chết chết. Duy cưới chồng thì cưới vợ. Đấy thì cũng xoay xung quay xanh mấy câu trả lời câu hỏi đấy thôi. Thế là đáp lại, gợi ý cho các bạn khán giả ngoài ra là như thế nào để đáp lại những cái câu câu hỏi khó như thế không? Thì là lương thưởng bao nhiêu là được thăng chức? Chào, ném à? Bao giờ xây nhà? Hỏi bao giờ cưới vợ, cháu vẫn đang còn nhiều tiền lắm, chưa tiêu hết. Thế để được vợ rồi. Gì sao? Gì có bị hỏi không? Bị hỏi, không lương thì
ít hỏi về vấn đề đó cũng tế nhị. Ít đi. Cái chồng. Nó hỏi hỏi đấy hỏi đâu đa số hỏi cưới vợ dẫn người yêu về không. Cưới chồng. Dẫn dẫn anh da đen về đi. Dẫn. Người có thể kể đêm 30 mọi người thường hay làm gì? Đêm 30 thì thường lên chùa. Sau khi đêm pháo hoa thì về chờ người sống nhà và trong đất ấy. Đi chùa. Sau đi chùa. Táo quân thì có. Miền Bắc thì xem. Miền Bắc. Miền Nam không xem. Miền Nam không xem. Không, miền Nam chủ yếu là cúng kiến là nhiều, cúng kiến xong rồi cái đến giờ thừa xem pháo hoa xong rồi đi chùa ngủ. 8 giờ đúng không? Miền Nam biết sao đâu, hầu như không xem đâu. 8 giờ. Chắc không bố bị mày chứ. Rồi, bố bị mày được rồi. Bố mày cũng xem. Anh làm gì vào tối 30? Xem pháo hoa xong rồi về nhà xong rồi cùng mẹ lên chùa. Cúng. Không, mình biết chắp tay thôi chứ người ta cúng mình không biết được. Có mẹ ấy đâu mà. Khó lắm, thế khó. Làm mấy chục ngày Tết chưa? Chưa. Làm rồi. Tao có thể kể một số nhiên liệu cho mấy chưa không? Gạo này, thịt lợn này, đỗ này, hải, lá, này, tiêu, hải phi. Hải phi, tiêu, gắt lên. Chừng chừng. Đậu đấy. Đậu đây. Thế thôi. Có cái khuôn. Món quà nào món quà lớn nhất mà muốn bạn mang về cho bố mẹ? Đây, tấm thân nhỏ bé. Chỉ cần có mặt ở nhà đấy, Tết đây là đủ lắm rồi chứ. Ở nhà là được rồi. Chỉ cần có mặt ở nhà là thấy Tết đấy là ấm cúng rồi chứ bố mẹ chắc không cần gì. Một từ miêu tả vào năm 2019 vượt qua, một từ 2 tiếng đi. Một từ 2 tiếng. Một từ 2 tiếng. Là sao? Ai trước nhỉ? Thăng hoa. Bình thường. Một từ 2 tiếng. Thằng đấy gì? Thằng đấy may mắn. Bận nhô, bận nhô. Dễ chịu. Dễ chịu. Cố tình dùng cái từ để nói kia cho người khác hiểu lầm. Gì đó. Phát mẹ. Vừa đúng. Cái gì ta? Cái gì? Từ gì? Không có từ gì? Thăng trầm. Lên phòng ngủ cái. Nói chung là bình thường. Mua tiền. Là gì kìa? Đầm ấm. Hạnh phúc. Đổ trong số câu hỏi vui nha để xem ai IQ của ai cao nhất. Nếu biết là anh Tuấn Anh có điểm sáng ơi qua. Tao nghĩ là IQ tụi hay cao nhá. Đúng. 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 Nên tất cả im lặng cho Nhu trả lời nhé. Everest. Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới. Vậy trước khi đỉnh núi Everest được khám phá thì đỉnh núi nào cao nhất thế giới? Trước khi đỉnh núi Everest cao nhất thế giới thì đỉnh núi nào cao nhất thế giới? Đỉnh Olympia. Và đến cao, cao. Kỳ trước khi đỉnh đầu. Vui ấy. Đó là Everest. Người chưa đúng. Định ra rồi đúng không? Đấy, đi thông minh. Thông minh lắm. Đấy. Em, câu số 2, trong một cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua được người thứ hai thì bạn đứng thứ mấy? Nhớ thứ hai. Hai. Vượt qua người vượt qua người thứ hai. Vượt qua người thứ hai, thứ hai mà vượt qua người thứ nhất thì mới đứng thứ nhất. Mày đang đứng thứ ba không nội? À đang đứng thứ ba. Nghe đang tưởng đang đứng thứ nhất. Ôi giời ơi, tưởng cái gì? Tôi nghe tưởng thứ nhất. Đang đứng thứ ba.
không có đứng đâu làm gì có đứng thứ ba, vừa qua người đứng thứ hai. Ok ok em qua và A gọi B bằng bác, B gọi C là ông nội, C cơ D là cậu, D cơ E là gì, E cơ F là chú, F gọi Z là con, hỏi A gọi Z bằng gì? Người gì ở kia? Miệng không? Miệng. Tôi còn lạ gì? Lạ gì mấy câu này? Đây, mấy là chân định thi nhanh như chớp được. Địa điểm du lịch mà bạn muốn đến nhất trong năm 2020? Ô, đây là câu đố hay là câu hỏi đấy? Ô, đây là câu đố hay là câu hỏi đấy? Ô, đây là câu đố hay là câu hỏi đấy? Hỏi. Nghe là thế của đố nội. Đang đố đi anh đừng đấy. 2020 à? Tại gia. Em muốn đi Hàn Quốc. Anh không có nhất ý à. Nó nước nào cũng như chỗ nào ấy, không có nhất, nó thay đổi theo tháng, theo tâm tình, theo tâm tình, như theo tâm tình. Cảm xúc, cảm xúc không muốn đi đâu, cảm xúc. Anh thích đi đâu nhất? Nhật. Nhật. Hỏi nhô. Nhô. Hả? Đi đâu? No no. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Đi đâu Hàn Quốc? Thì cái của thằng Kim Jin Seo là gì? Tại nhà Busan. Không, cái đảo gì? Đảo Jeju. Đảo Jeju. Số tiền lì xì lớn nhất mà bạn nhận được là bao nhiêu? Không nhớ. Nhiều quá. Rồi chứ không nhớ. Này hỏi này thì tại vì không nhớ là cuối cùng được lì xì bao nhiêu. Điều gì khiến bạn sợ nhất ngày Tết? Điều sợ nhất là phải ăn nhiều mì tôm. Sợ nhất. Ngày Tết là bình thường ăn không ăn được mấy món gà luộc, cứ nên hay thường hay ăn mì tôm, nhưng sợ nhất mì tôm. Anh thử quá anh sợ luôn. Anh tên anh ạ. Anh sợ gì không? Ừ. Anh sợ đi anh cố nhiều. Thì mọi người mời nhiều ấy. Sợ gặp mặt sợ người, sợ uống rượu, sợ gặp mặt mọi người. Đây nhô thì chắc uống. Đây là nhô, nhô là bất tử. Không có đâu. Nếu mà hôm nào được nghỉ ngơi cái thứ mà mấy em mới chơi. Xong hơi cái thứ mà được ngủ đúng giờ cái là ngày hôm sau là bất tử. Có đâu. Ờ không ai uống được. Không ai uống được. Không ai uống được. Uống quá chén mà không ai uống quá nhiều ấy. Thì đã có kinh nghiệm nào về cái lần đi sao? Chưa bao giờ uống quá nhiều. Chưa uống quá nhiều ấy. Chưa kinh nghiệm. Như chưa đụng vào, chưa thử. À, cô có thể quên. Quên về quê, không nhớ. Mọi người đã biết là chủ chính phủ mới ra một cái luật mới đã uống rượu bia thì không lái xe chạy. Rồi. Kể cả khi bạn uống một chút cũng là được tính, không phải là nồng độ gì cả, kể cả bạn đi xe đạp cũng được tính. Chỉ có đi bộ là không được tính thôi. Thế mọi người nghĩ như thế nào về cái luật mới này? Khi mà mình đi thì lơ là chén rượu cái để mời chào. Giờ mình cứ để chai rượu trong xe, khi nào công an thổi thì xuống xe rồi uống cái xong rồi đi. Vừa xuống xe mình mới uống rượu mà chưa uống trước. Đấy, thật sự thì mà cái luật đấy tốt mà cũng làm gượng an toàn giao thông tốt hơn, không có vấn đề nữa. Nếu mà ai xác định đi uống rượu thì thôi đi xe tài xế taxi, tài xế hay là có ai đưa thì đấy. Thành ai ý thức thì... ý thức của con người thôi. Ai uống bia rượu thì nhờ nhô chở về. Mới đi bằng luôn. Không, anh nghĩ tại vì cũng Tết thế, còn ngày ra thì cũng chắc là hạn chế mọi người tai nạn giao thông cũng nguy hiểm, tại vì Tết năm nào cũng tai nạn nhiều. Hầu như không chỉ những ngày Tết, tài, thì các ngày thường người cũng thế. Chưa hiểu được luật. Đấy, luật ra cũng tốt, giảm thiểu được tai nạn giao thông. Đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Đã uống rượu bia thì không tham gia, hay là không? Đã uống rượu bia thì không tham gia. Không tham gia. Đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Thì cái đoạn chúc mừng năm mới. Chúc mừng đấy anh em. Quay riêng đi. Anh em đã đều đồng thanh tí chứ không. Chúc mừng năm mới.
Chứ mình là bơ giơ tay ra nhô. Giơ ra đây chào các em hết. Đây. Ok, ok. Chúc mừng năm mới mà. Chúc mừng năm mới rồi đúng không? Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.